Xin chào anh em, mình là Kiên, chuyên review đồng hồ chính hãng. Rất vui khi được gặp lại anh em. Mình là chủ kênh YouTube Kiên Luxury và bên mình chuyên review phân phối những sản phẩm đồng hồ chính hãng đến từ Thụy Sĩ như là Hublot, Rolex, Omega, Patek Philippe. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu anh em một chiếc đồng hồ Longines mình vừa mới về, và em này của mình sẽ là một trong những thiết kế dành cho anh em có chu vi cổ tay vừa cũng như cổ tay to. Longines như anh em biết là một trong những thương hiệu nổi tiếng hàng đầu ở trên thế giới, với doanh thu luôn xếp top 4 trong tất cả những thiết kế đồng hồ xa xỉ. Chiếc đồng hồ mình giới thiệu đến anh em ngày hôm nay sẽ là một em thuộc dòng máy Conquest Classic đến từ thương hiệu này. Và với tình trạng lướt full set thì mình sẽ có được đầy đủ full tất cả mọi thứ anh em nhé. Từ phần hộp giấy phía bên ngoài, hộp gỗ phía bên trong, cái tác của chiếc đồng hồ cùng với cả quyển sổ hướng dẫn. Ở trong quyển sổ hướng dẫn này thì ở phần cuối trang mình sẽ còn có thêm cái thẻ bảo hành toàn cầu nữa của chiếc đồng hồ. Trên thẻ bảo hành toàn cầu thì nó sẽ có được tên đại lý chính hãng phân phối chiếc đồng hồ này. Với chiếc đồng hồ này thì anh em sẽ có được bảo hành bên mình cùng với cả chính sách hỗ trợ anh em lên đời, xuống đời, quay đầu nhập lại. Nói chung là mọi chính sách tốt nhất để anh em có thể an tâm chơi cũng như là trải nghiệm. Longines thì có rất là nhiều những dòng máy khác nhau, và mỗi một dòng máy thì đều mang đến cho người chơi một sự sang trọng cũng như là lôi cuốn. Chiếc đồng hồ này của mình thì còn mang đến cho anh em một phong cách rất là khỏe khoắn, thể thao với size 42mm và thân vỏ thì cũng tương đối là dày. Tình trạng thì sẽ là nguyên zin full set anh em nhé. Tất cả mọi thứ về chiếc đồng hồ này còn nguyên zin cả. Anh em sẽ thấy được từ phần dây cho đến phần khóa cho đến phần thân vỏ, tất cả mọi thứ. Chất liệu làm nên chiếc đồng hồ này thì sẽ là đề mi vàng hồng 18K. Mình sẽ có được phần niềng được làm bằng vàng 18K. Còn những vị trí còn lại sẽ được làm bằng thép không gỉ 36L. Đây là một loại thép thường xuất hiện ở trong những dòng máy đồng hồ của Thụy Sĩ. Nó sẽ có khả năng chống ăn mòn cũng như là khả năng tạo ra được sự phản sáng rất là tốt. Về phần thiết kế dial thì hãng sẽ có được những đường vân sọc từ trên xuống dưới, và em này của mình thì sẽ sử dụng thiết kế mặt trắng, nó sẽ mang đến sự thanh lịch. Thiết kế thì sẽ là 4 kim, 3 kim giờ phút giây cùng với cả một kim GMT chỉ múi giờ từ 1 cho đến 24. Còn ô lịch thì sẽ được đặt ở góc 3 giờ. Với thiết kế đồng hồ này thì anh em có thể xem được một lúc 2 múi giờ ở trên thế giới, và những thiết kế đồng hồ này thì sẽ rất phù hợp với anh em nào thường xuyên phải di chuyển qua lại giữa các nước khác nhau, nó có các múi giờ khác nhau. Về phần kim cọc thì nó sẽ đậm chất của dòng máy Conquest với những phần kim cọc rất là to khỏe. Ở đây thì anh em sẽ thấy được góc 6, 9 và 12 thì sử dụng cọc số học trò, còn những vị trí còn lại thì nó sẽ sử dụng cọc vạch được đính thêm cả dạ quang, kể cả hai kim giờ, kim phút cũng như là kim GMT thì nó cũng sẽ được đính thêm cả dạ quang, giúp cho anh em có thể nhìn giờ kể cả trong điều kiện thiếu ánh sáng. Với thiết kế đồng hồ này, nếu như anh em muốn chỉnh lịch thì anh em kéo cho mình một nấc ra, một chiều thì sẽ là chỉnh lịch, còn chiều còn lại thì sẽ là chỉnh kim GMT. Đó, anh em có thể chỉnh cái sự chênh lệch giữa hai múi giờ bằng cái phần núm này. Còn anh em kéo hai nấc nếu như anh em muốn chỉnh lịch giờ phút giây. Sau khi mà chỉnh chuẩn tất cả mọi thứ xong, anh em bấm cho mình kịch kim núm này vào, và bây giờ anh em có thể sử dụng chiếc đồng hồ này được rồi. Tình trạng thì rất là đẹp rồi. Còn ở đằng sau đáy thì mình sẽ có được một thiết kế đáy hở của chiếc đồng hồ này. Em này của mình sẽ sử dụng bộ máy Longines Caliber L704.2. Thì đây là một bộ máy với 24 chân kính, 46 giờ chữ cót và 28.800 tần số dao động. Size máy thì tương đối là to, 36.6mm. Và size máy này thì sẽ được đặt ở trong phần thân vỏ là 42mm anh em nhé. Ở đây thì mình sẽ còn có thêm một số những thông số của chiếc đồng hồ này nữa. Ví dụ như là Stainless Steel GC200, nó sẽ thể hiện thân vỏ là sự phối kết hợp của chất liệu vàng 18K cũng như là thép không gỉ. Ở đây thì sẽ là khả năng chống và chịu nước của chiếc đồng hồ Weather Resistant. Khả năng chịu nước của em này thì sẽ rơi vào là 53, anh em sẽ thấy đây, 53. Anh em có thể đi mưa, rửa tay nhẹ được nhưng mà không tắm, không bơi. Tiếp theo nữa thì sẽ là series này, tiếp theo nữa thì sẽ là mã đáy này, S thể hiện mặt kính sapphire nguyên khối chống xước. Bộ dây da cùng với cả thiết kế khóa bấm chống cọc dây. Bộ khóa này thì đeo cực kỳ là bền dây luôn, anh em sẽ thấy được là nếu như anh em đeo cái bộ khóa này thì bộ dây nó vẫn còn đẹp đến mức độ như thế nào. Dây da cá sấu alligator. Longines có thể nói là một trong những thương hiệu thiết kế bộ khóa bền dây nhất. Với chiếc đồng hồ này thì nếu như anh em có chu vi cổ tay tầm được khoảng 15.3cm anh em đã đeo được rồi. Ví dụ như tay mình ở đây 15.7cm đeo vẫn khá là ok. Tuy size to, thân vỏ dày nhưng mà phần thiết kế thân càng lại tương đối là bo tròn nên nó sẽ ôm ở trên cổ tay.
Còn anh em nào tay to hơn, ví dụ như 16, 17, 18, 19 thì đeo rất là ok, rất hợp lý anh em nhé. Với chiếc đồng hồ này, nếu như anh em vào hãng, anh em lấy new, anh em sẽ phải bỏ ra với mức giá lên đến 90 triệu. Còn hiện tại thì mình đang có sẵn một em lướt full set đầy đủ, full hộp sổ thẻ phụ kiện bảo hành, hỗ trợ anh em chơi cũng như là trải nghiệm, bảo hành, hỗ trợ bảo hành chọn đầy máy. Mình giao lưu chỉ loanh quanh 45 triệu mà thôi. Thế anh em nào mà quan tâm về thiết kế đồng hồ này, anh em có thể nhắn tin, gọi điện, trò chuyện với mình qua số điện thoại hotline 097 393 3873. Mình có nhận ra được các tất cả những dòng máy đồng hồ luxury chính hãng. Và anh em có thể kết bạn với mình qua Zalo, qua Facebook để cập nhật thêm những mẫu đồng hồ mới. Hoặc cần tư vấn bất cứ điều gì, anh em cứ thoải mái nhắn tin, gọi điện, trao đổi với mình. Cảm ơn theo dõi và xin hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào quý anh chị em.